Nhân ác lớn nhất là sát sinh, ăn thịt. Vạn Phật Thành ngày 29 tháng 8 năm 1982. Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Hễ tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là phải chịu quả báo, mà tất cả chúng sinh cũng vậy. Tạo nghiệp từ xưa, ngày nay gặt quả. Điều đó không dễ hiểu đâu. Ví như bị đọa làm súc sinh hoặc ở nơi ác đạo thì rất khó khôi phục lại thân người. Nên nói rằng nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục, nghĩa là thân người mất rồi vạn kiếp khó tìm. Trên thế gian có hai loại nhân, một là nhân thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi trồng nhân ác thì gặt quả ác. Người trồng nhân thiện đi đâu cũng biết khắc kỷ phục lễ, nghĩa là tự ghép mình theo lễ nghĩa. Khuất kỷ đãi nhân, nghĩa là hạ mình mà đối đãi với người, lúc nào cũng không chiếm đoạt tiện nghi của kẻ khác, luôn luôn sẵn sàng chịu thua thiệt. Thế ai gặp điều gì khó khăn thì mình lập tức giúp đỡ, lúc nào cũng có chí làm điều thiện, lập công tu đức, chứ không phải như kẻ chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ tới lợi ích của kẻ khác. Khi công đức thiện của mình đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ thăng tiến, cho nên nói chủng thiện nhân kết thiện quả. Từ nơi loài người mình có thể thăng lên cõi trời, rồi từ cõi trời có thể thăng lên cõi A-la-hán, cõi Bích Chi Phật, cõi Bồ-Tát, từng bước mà thăng tiến, đó là khí thế hết sức hương thịnh. Hễ tạo công đức gì thì nhất định có được quả báo nấy, công đức không bao giờ mất được. Thế nào là trồng nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả xấu, tức là nếu mình tạo ra oan nghiệp, phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ai bảo mình làm nhân ác như vậy? Chẳng có ai bảo cả mà tự mình tạo lấy. Có câu rằng tự tác nghiệp bất khả hoạt, nghĩa là tự mình tạo ra điều oan nghiệp không ai có thể tha thứ cho mình được. Trồng nhân ác thì sẽ đọa vào ba đường ác đạo. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng lên, mà làm điều ác thì bị đọa xuống. Do đó, mọi thế giới đều do mình tạo ra, tự mình phải làm chủ, đừng ỷ lại vào kẻ khác. Xong, cái nhân ác lớn nhất là gì? Tức là sát sinh. Con người nếu phạm ngũ giới, gồm sát, đạo, dâm, vọng, tửu, thì sẽ rất dễ đọa vào ba đường ác đạo, và cũng rất dễ thành kẻ đầy rẫy chi kiến sai lầm, tà vọng, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo. Đọa vào ba đường ác rồi thì khổ không cách gì nói được. Tội lỗi lớn nhất mà mình đã phạm là gì? Tức là sát sinh ăn thịt. Nếu bạn ăn thịt của người thì sau đó người sẽ ăn thịt của bạn lại. Hỗ tương ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương chém giết rồi hỗ tương đọa lạc. Một khi đã đọa lạc thì khó mà tiến lên được. Đó là điều hết sức nguy hiểm, là đi vào hiểm lộ vậy. Có câu rằng tam giới vô an, do như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi không an giống như nhà lửa. Đáng tiếc là tuy nhà cháy mà người ở trong đó vẫn thản nhiên coi thường. Ngày hôm nay cử hành pháp hội Vu Lan, các vị thử nghĩ xem, chúng ta và tôn giả Mục Kiền Liên ai là người có đạo đức tu hành cao hơn? Tuy công đức của ngài cao như vậy mà còn phải thỉnh Phật siêu độ mẹ ngài, sau đó Phật đặt ra pháp hội Vu Lan để siêu độ cho cha mẹ, tổ tiên trong bảy đời. Đem mình so sánh với ngài Mục Kiền Liên thì mình không thể nào bì được. Song phụ mẫu tổ tiên của mình thật là đang chờ mình cầu xin siêu độ cho họ đó. Bởi vậy chúng ta được... ha ha ha,